Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều, bài 6, tự đánh giá. Câu 1. Nội dung bài văn là gì? Khoanh tròn chữ cái trước y đúng. A. Tả các loại sáo diều, sáo đơn, sáo kép, sáo bè. B. Kể về những buổi thả diều của học sinh thành phố. C. Giới thiệu trò chơi thả diều và lợi ích của trò chơi ấy. D. Viết về cảm xúc của đám trẻ mục đồng với trò chơi thả diều. Rồi trước khi trả lời câu hỏi này, mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Cánh diều tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm, chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn, có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà. Bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trên trời, và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi. Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi, theo Tạ Duy Anh. Chú thích và giải nghĩa mục đồng, trẻ trăn trâu, bò, dê, cừu. Huyền ảo, đẹp một cách kỳ lạ và bí ẩn, nửa thực nửa hư. Khát vọng, điều mong muốn, đòi hỏi rất mạnh mẽ. Tuổi ngọc ngà, tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ. Rồi như vậy, dựa vào nội dung bài đọc, theo em, nội dung bài văn là gì? À, qua nội dung bài đọc thì chúng ta nhận thấy bài văn viết về cảm xúc của đám trẻ mục đồng với trò chơi thả diều. Cảm xúc đó được thể hiện qua những câu như là chúng tôi vui sướng đến phát dại, nhìn lên trời. Thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà. Bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Như vậy, nội dung bài văn là viết về cảm xúc của đám trẻ mục đồng với trò chơi thả diều. Như vậy, chúng ta chọn ý D, viết về cảm xúc của đám trẻ mục đồng với trò chơi thả diều. Bài 2. Bài văn sử dụng những động từ nào để tả niềm vui của đám trẻ? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Thi thả gọi. B. Vi vu trầm bổng mềm mại. C. Hò hét vui sướng phát dại. D. Chiều chiều bãi thả đám trẻ. Dựa vào nội dung bài đọc, chúng ta nhận thấy tác giả đã sử dụng những động từ hò hét, vui sướng, phát dại để tả niềm vui của đám trẻ mục đồng. Như vậy, các em chọn đáp án C. Bài văn sử dụng những động từ như là hò hét, vui sướng, phát dại để tả niềm vui của đám trẻ mục đồng. Bài 3. Các hình ảnh đẹp ở đoạn 3 thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Thể hiện vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm và niềm vui của đám trẻ mục đồng. B. Thể hiện vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm và khát vọng gửi theo cánh diều. C. Thể hiện niềm vui và vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm. D. Thể hiện niềm vui và khát vọng chinh phục bầu trời bao la. Rồi như vậy, chúng ta có nhận xét là bài đọc được chia thành 3 đoạn văn, đoạn thứ nhất này, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Nội dung của đoạn thứ ba: ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn, có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà, bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ, có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi, sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời gian mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trên trời, và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi, cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Rồi như vậy là nội dung của đoạn 3 là tả vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm. Vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm.
có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà, bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Như vậy nội dung của đoạn 3 là tả vẻ đẹp cảnh thả diều ban đêm và những khát vọng gửi theo cánh diều. Vậy các em chọn ý B, thể hiện vẻ đẹp của cảnh thả diều ban đêm và khát vọng gửi theo cánh diều. Bài tập số 4 là các em gạch dưới động từ trong các câu sau. A. Cánh diều như đang trôi trên dải ngân hà. A. Động từ trong câu này là động từ trôi. B. Khát vọng cứ cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Động từ trong câu này là cháy. Bài tập số 5, các em chọn một trong hai đề sau. A. Hãy viết một đoạn văn tưởng tượng cảnh Tin Tin và Mi Tin trong vở kịch ở Vương quốc tương lai bước vào khu vườn kỳ diệu. B. Tưởng tượng em là cánh diều bay lượn trên bầu trời. Hãy viết một đoạn văn tả cánh diều được tự do bay lượn và cảm xúc của em khi đó. Rồi các em chọn một trong hai đề. Các em làm bài. Ở đây thầy giáo ví dụ chúng ta chọn đề B thì các em có thể tham khảo đề B như sau. Đề B là tưởng tượng em là cánh diều bay lượn trên bầu trời. Hãy viết một đoạn văn tả cánh diều được tự do bay lượn và cảm xúc của em khi đó. Là một cánh diều, tôi được tự do thoải mái bay lượn trên bầu trời. Cảm giác đó thật là tuyệt vời. Những buổi chiều hè, tôi được bay lượn và trò chuyện với những bạn mây trắng đang lang thang trên bầu trời. Các bạn ấy kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện thú vị về những nơi các bạn ấy đi qua. Đang say sưa ngắm nhìn cánh đồng sau vụ gặt, các bạn nhỏ nô đùa trên bãi cỏ. Tôi cảm thấy mát lịm khi các bạn gió đến. Các bạn ấy kể về đại dương bao la, những cánh rừng đại ngàn, những dòng sông miệt mài ngày đêm chảy để hòa mình vào biển cả. Khi đêm đến, các bạn nhỏ ai về nhà nấy, tôi cảm thấy hơi buồn và cô đơn. Lúc này, các bạn gió lại đến thăm tôi. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện và ngắm những vì sao đang lung linh tỏa sáng. Tôi có cảm giác mình như đang bay lượn trên dòng sông Ngân Hà. Cảm giác đó khiến tôi vỡ òa. Tôi muốn hét lên thật to cảm ơn tất cả những gì thiên nhiên và cuộc sống đã ban tặng. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.